Tiếp tục câu chuyện liên quan đến việc thương mại hóa những lá ấn ở đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Khai ấn là một nét đẹp văn hóa tâm linh, có phần làm phong phú đời sống tinh thần của người Việt. Tuy nhiên thì tại đền Bảo Lộc, câu chuyện mua bán lá ấn lại khiến cho hình ảnh chốn thiền môn trở nên méo mó. Tiếp cận câu chuyện, nhóm phóng viên cũng không khỏi bất ngờ về những bất cập trong công tác quản lý tại đây. Đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Những chiếc lá ấn này được giao bán công khai từ cửa đền đến cung cấm. Hàng trăm người xếp hàng chen chân để chờ được tự tay đóng ấn trong một gian phòng được gọi là cung cấm. Theo người dân sống ngay gần đền Bảo Lộc, khách thập phương khi đến chốn linh thiêng cần chú ý, đừng để lòng tin bị lợi dụng. Ngày này thì nó như thế, nhưng mà nếu như vào cái ngày 14 nó đông thì có khi nó lên đến 500.000. Cái bộ đấy rất nhiều thì chẳng qua chỉ để họ bán được nhiều tiền. Đúng không? Nào bùa hộ mạnh nào, nào trấn trạch nào, nào như là ấn nào. Tức là họ sẽ sắp xếp rất nhiều những cái đấy thì để họ tính tiền thôi. Giá của mỗi chiếc lá ấn thì đã rõ. Tuy nhiên, việc thu tiền suốt nhiều năm qua tại đền vẫn mang tính mập mờ. Ngay cả lãnh đạo xã cũng không hay biết. Hiện nay là mỗi một năm là có ba thủ nhang của đền. Thế tuy nhiên là sau mỗi một năm đấy thì cái việc mà ba thủ nhang đấy họ, cái tiền công đức của bá tánh của người dân thì họ sẽ sử dụng mục đích gì ạ? Theo khu 4 bọn anh vừa rồi bọn anh thành lập cái ban quản lý, nhưng chưa thành lập được. Thành lập để thu cái tiền công đức. Thế mọi năm thu chi thì ai giám sát ạ? Giám sát thì chẳng ai giám sát. Vì ông Tư thì chỉ có cái ông xóm, cái tiểu ban quản lý di tích ở xóm thì ai quản lý được. Tương tự, nhiều người dân và Phật tử cũng đã đặt ra những nghi vấn liên quan đến sự công khai, minh bạch trong những năm qua. Ở nhanh thế nên nhiều người cho nên nhanh đến lượt, một người thì lâu. Ở tranh thủ có nhỡ mà phi văn hóa người ta thu lại thì là không. Có những cái tiền, như tiền chúng em mỗi người 250 đấy thì là họ sẽ quản lý cái tiền đấy là mang vào để làm gì ạ? Họ mang về họ xây nhà. Có thế chứ, em tưởng là cầm cái tiền đấy thì xong rồi sẽ phải tu bổ lại cho đền chứ ạ? Là thế, em nhìn thấy có tu bổ cái gì đâu. Bao nhiêu năm đi rồi thì vẫn thế đúng không? Cũng theo người dân, tại xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, còn có tình trạng xây dựng kiosk trên đất công, ngay sát khuôn viên đền để cho thuê. Làm gì có nhà người ta, đây bọn kiosk của em cho thuê hết. À, kiosk bên anh cho thuê à? Đúng rồi, ủy ban xã, đây là bọn em là người ủy ban xã thu. Đây tất cả kiosk này bọn em cho thuê hết đi. Làm gì có phải nhà dân đâu. Sao người đi thu vé bảo là bên ủy ban cho thuê ạ? Không, thuê cái gì mà thuê. Ai cho... ấy và đấy thì làm cũng thì thôi. Đấy là đất công mà anh nhỉ? Đất công nhưng đúng mức cái đường cái đất giao thông công không được. Đúng làm rồi. Cái bãi lá xe nhưng huyện, chủ tịch văn huyện bắt phải tức là di rời trong cái đưa ra đấy. Khi câu hỏi có hay không việc trục lợi từ tâm linh và đất công vẫn còn bị bỏ ngỏ thì cũng là lúc người dân có quyền nghi vấn về những điều mà họ chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Công điện số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra các hoạt động phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Trên thực tế thì vẫn còn nhiều góc khuất tại các di tích hiện nay. Và Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin trong chương trình sau.